Hi, xin chào tất cả anh em. Chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại với máy đo chuyên dụng và mình là Việt Anh. Trong video hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến cho anh em nhiệt ẩm kế HTC2. Máy có thể đo được nhiệt độ, độ ẩm cả trong nhà và ngoài trời, giúp cho anh em chủ động trong việc phòng tránh các bệnh liên quan đến thời tiết như cảm cúm, cảm lạnh, viêm mũi hay là viêm xoang. Vậy thì ngay bây giờ, hãy cùng mình tìm hiểu chi tiết hơn về máy HTC2 này nhé. HTC2 là thiết bị đo nhiệt độ đo ẩm có tích hợp đồng hồ và lịch vô cùng tiện dụng. Máy sử dụng công nghệ máy đo với tiêu hao năng lượng thấp, có thể đo được cả trong nhà và ngoài trời. HTC2 có thể đo nhiệt độ trong khoảng từ -10 đến 70 độ C, đo ẩm từ 10 đến 99%, giúp bạn biết được chính xác nhiệt độ đo ẩm để có những cách điều chỉnh nhiệt độ trong phòng sao cho phù hợp. Kích thước máy chỉ 106x98x22mm, bạn có thể đặt ở bất kỳ đâu trong nhà hay ngoài trời đều đảm bảo tính thẩm mỹ cao. Máy có các nút chức năng: 1. Thay đổi chế độ hiển thị ngày và giờ và thiết lập cảnh báo ADG, điều chỉnh giá trị khi cài đặt độ C, độ F, thay đổi đơn vị hiển thị của nhiệt độ giữa độ C và độ F. Reset, xóa tất cả các giá trị cài đặt và bộ nhớ, tất cả các giá trị sẽ quay về trạng thái cài đặt gốc. Memory, ấn nút này để hiển thị các giá trị nhiệt độ và độ ẩm max mình đã được ghi nhớ. Đầu tiên bạn lắp pin vào máy để thiết bị bắt đầu hoạt động. Trong chế độ hiển thị bình thường, bạn nhấn nút mode trong 2 giây. Giá trị 12-24 giờ sẽ nhấp nháy. Nhấn nút ADG để điều chỉnh giá trị. Ấn nút mode một lần nữa để điều chỉnh giá trị giờ và phút tương tự. Trong chế độ hiển thị thời gian, biểu tượng hai chấm giữa giờ và phút sẽ nhấp nháy mỗi giây một lần. Bạn nhấn nút mode một lần để thay đổi chế độ hiển thị giờ sang chế độ cảnh báo. Sau đó biểu tượng 2.0 nhấp nháy. Bây giờ bạn có thể nhấn nút ADG để bật tắt chức năng cảnh báo hoặc chức năng cảnh báo mỗi giờ. Ấn và giữ nút mode trong 2 giây để cài đặt thời gian cảnh báo. Trong chế độ cảnh báo, thiết bị sẽ quay về chế độ hiển thị thời gian nếu không có bất kỳ thao tác nào trong 1 phút. Ấn nút mode một lần, thay đổi sang màn hình hiển thị ngày và màn hình tự động trở về chế độ hiển thị trong thời gian 3 giây. Ấn nút Memory để hiển thị các giá trị nhiệt độ và độ ẩm max, min. Ấn nút Memory trong thời gian 2 giây để xóa các giá trị max, min đã lưu. Thiết bị sẽ bắt đầu ghi nhớ các giá trị max, min mới. Sau khi cắm cảm biến, máy có thể đo được nhiệt độ ở ngoài trời. Nhiệt độ trong nhà và ngoài trời sẽ lần lượt hiển thị sau mỗi 5 giây. Như vậy là Việt Anh vừa review cho anh em nhiệt ẩm kế trong nhà và ngoài trời HTC2. Hiện tại sản phẩm đang được bán tại máy đo chuyên dụng với mức giá tham khảo khoảng 390.000 mỗi 18 tháng trên toàn quốc. Anh em có nhu cầu muốn mua HTC2 chỉ cần nhấc điện thoại gọi tới hotline 0904 810 817 hoặc truy cập vào website máy đo chuyên dụng.com để mua hàng nhé. Còn bây giờ thì Việt Anh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong những video sau của máy đo chuyên dụng. Đừng quên để lại một like, share, đăng ký kênh để ủng hộ cho Việt Anh nhé.